Ok, cuối cùng thì chuyên mục đánh răng mỗi tuần đã trở lại. Mặc dù đánh răng không đều lắm, nhưng mà hôm nay tôi sẽ trở lại với đội hình hệ đá. Và như các bạn đã thấy đó, chúng ta có Tananita sẽ là chủ lực gọi cát chúng ta. À, bên kia có Urshifu ha, Ferigraf. Tôi nghĩ là tôi sẽ mang theo ai ta? Tôi nghĩ tôi sẽ mang theo Garganacle. Bên kia có Toko thì tôi nghĩ họ sẽ dùng trời nắng để đè lại bão cát của mình. Cho nên là tôi sẽ cho Tyranita xuất hiện sau vậy. Một con nữa là Arcanine. Không biết nữa. Nên ông ta là Lycanroc. Ok. Thử đi. Thử mới biết được. Không biết là Urshifu liên kích hay là nhất kích. Nếu mà liên kích thì chắc là ăn cám cả đám rồi. Rồi Urshifu liên kích nha mọi người. Tôi nghĩ là tôi sẽ dùng Horn Leech để hút máu của Urshifu. Urshifu này hệ nước mà đúng không? Vậy chắc Soulcure có tác dụng á. Indeed. Hình như không phải là con Indeed nó có Follow Me hả? Rồi nó xuống sát chúng ta luôn rồi. Con Indeed đừng nói có Follow Me nha. Rồi xong. Rồi sao? Ồ, cũng được khá máu ấy chứ. Nhưng mà... No. Rồi xong, đi luôn Ogapon rồi. Mạnh thế. Mấy anh em bảo chống nha. Rồi tôi thấy cái màn này là không có... Không ngon ăn rồi. Đi không, chết không. Một miếng à. Không được. Eo. Con NGD cũng cứng quá. Con NGD mà còn sống là mình không thể nào đánh được con Urshifu hết. Chắc là phải nhờ bão cát của Tyranitar rồi. Một miếng bão cát này thôi là nó cũng đi liền nhưng mà. Oh my god, con Urshifu mạnh quá. Ủa? Khoan, tôi quên. Con Urshifu có Unseen Fist mà. Rồi. Bảo vệ cũng như không à. Tôi quên, sao lúc nào cũng quên con Urshifu có thể đánh xuyên Protect người ta. Xong. Oh. Đau thế. Trời, Garganacle mà chịu còn không nổi chứ nó chỉ con nào. À, mày quýnh đau quá con. À. Rồi. Các bạn thấy đó. Mở đầu trận thì tôi cảm thấy thua rồi đó. Thua là cái chắc. NGD hút chiêu ghê quá ha. Giờ Lycanroc có nhanh hơn nó thì tôi chỉ mong là chiêu Rock Slide của Lycanroc có thể làm cho nó bị flinch thôi. Nào Lycanroc à, mày có Rock Slide mà. Ủa hao lộn Rock Slide. Tyranita thì tôi nghĩ sẽ dùng Knock Off, còn Lycanroc thì Rock Slide coi. Nào, flinch đi. Oh my god, nó không bị flinch. Ow. Ai. Trời, đồ chó đẻ. Gặp gì cũng gặp, đi gặp chúng có Urshifu nước mới ghê chứ. Oh yeah. Đau thế.
quấn gì mà đau thế. Ok, Flinch dùng một cái thôi. Rồi vậy mà nó không flinch mà còn đánh trượt nữa. Xong. Rồi đó, biết trận này làm sao rồi đó mọi người. Yay, thua cái một. He he. Không sao cả. Chúng ta xui thôi. Oh my god, con Sifu mạnh quá. Rồi nó biết được là nó sẽ ăn mình cho nên nó Terran hệ nước luôn, khỏi suy nghĩ nhiều nữa. Đợt này thì bên kia không có con nào gọi thời tiết hết cho nên là chúng ta sẽ cho Serenita ra đầu nha. Dùng đội hình cũ nè. Vô nè, trận 2 làm cho một cái coi nó suôn sẻ cái nè. Wow. Gấu mặt trăng đi chung với thần mặt trăng nè. Sự kết hợp tuyệt vời đó. Tôi sẽ knock off cho con Cresselia. Tôi nên là hút sừng vô con Ursaluna không ta? Ừ. Cũng may là con này là con Ursaluna bình thường chứ không phải là trăng máu á. Chứ con trăng máu thì cũng mệt dữ. Kèo. Có protect à? Có nè. Wow. Ê, được một nửa máu luôn ấy. Đỉnh. Rồi, chiếc room rồi nha mọi người. Giờ sao đây ta? Ồ. Nó có flame off, vậy là nó có facade. Chắc nó chơi facade rồi. Thì tôi phải Terra hình để ma mới được. Để né cái facade đó của nó. Chắc dùng Breaking Swipe để hạ bậc tấn công của con Ursaluna này. Xong thì bảo vệ con Ogopon mới được. Hãy xem đây. Không có trận thua thứ hai đâu cưng. Hoặc là có. Hên xui. Nó pin hand đồ nó chơi xuống sát luôn rồi. Hên là bảo vệ được đó. Gì đây, chưa facade hay chứ gì? Ồ, vậy mình nhanh. Ủa, vậy là mình chậm hơn con Ursaluna hả? Ồ, vậy Terranita trong trick room nhanh hơn Ursaluna rồi. Đỉnh. Đâu, không sao. Còn sống mọi người ơi, còn sống nha. Nhức đầu nè, bây giờ chúng ta sẽ knock off con phải xử con Cresselia trước. Tôi không thể nào mà để cho con Cresselia còn sống được. Nó còn sống hả? Nó còn chơi chiêu trick room dài. Dồn tổng lực. Oh, Alive Switch. Wow. Oh. Ê. No. Hên quá. Yay. Ủa vậy sao lúc nãy Terranita đánh trước vậy ta? Bất ngờ chưa? Ủa? Này là mình hên hả? Tại sao nó lại đổi chỗ đồng minh chi vậy? Ê mà Terranita chịu được đòn đó đỉnh vậy ta? Nó không ngờ được là tôi sẽ nhắm vô con Cresselia của nó đúng không? Nó tưởng là tôi sẽ nhắm vô con Ursaluna. Sao mà biết trước được? Root Bonnet. Lâu rồi không thấy người ta xài con này ha. Con này trong Trick Room như cũng nhanh đấy chứ. Wow. Giờ tôi phải rút con Terranita về. Tại con Lycanroc của tôi có chiêu ưu tiên. Nhiều khi sẽ được. Giờ thì xử
xử đẹp con Cresselia luôn nè. Nó còn là nó còn xài chiếc drum. Sport. Vô con nào. Ủa sao nó lại luôn ngủ Ogapon? Cái thằng này quên Ogapon hệ cỏ hả? Ok, bạn ấy quên là con Ogapon của tôi nó vừa có hệ cỏ hệ đá nha. Xem đây. Wow, Dragonite à. Dragonite à. Rock Slide. Hy vọng là sẽ có đứa bị flinch. Mà tôi chưa có đánh với con nấm tiền sử này bao giờ hết. Tốc độ nó cao không ta? Không nha. Rồi xong. Sao đánh đau vậy? Ôi, con này đánh đau thế. Giờ sao giờ con Dragonite? Outray luôn. Nó có study hơn quá. Cho mày chết. Ow. Tại có multi scale. Có multi scale. Sàn đấu trở lại bình thường rồi, mày chết với tao. Tới lúc mày đi đời cô lụ rồi con. Tôi nghĩ là tôi sẽ cho Garganacle ra vậy. Trời, coi máu Pokemon của mình nè. Con nào cũng đỏ chót à. Bây giờ thì mình sẽ sàn đấu trở lại bình thường rồi thì tôi sẽ xử con Dragonite trước. Đấy. Sau đó thì tới Brook Bonnet sẽ dính đòn sát muối. Ủa? Ghê ta. Nó vẫn nhanh. Cơ bản thì nó nhanh hơn con Garganacle thì đúng. Không sao cả. Cho mày chết. Sợ chứ con. Bây giờ nè, tôi không biết là con nấm này nó có Sucker Punch không ta. Tôi quên bộ chiêu thức của nó có Sucker Punch hay không. Hình như nó hệ cỏ hệ bóng tối thì chắc nó sẽ có Sucker Punch. À nhưng không, không có nha. Sao lạ vậy? Con này không có Sucker Punch. Ui da, quánh đau mày. Chiêu này của nó quánh đau thế. Ấy cha. Ta nội cha mày biết tay tao. Rồi giờ chúng ta còn hai con máu đỏ chót nha. Không thể được, không thể nào để thua con này được. Gọi bảo cát ra. Rút máu nó từ từ nè. Tôi vẫn không tin là nó không có Sucker Punch. Hay là nó dụ mình ta. Nó có dụ mình không? Mình cứ bào máu nó từ từ đi. Thăm dò coi nó có Sucker Punch không nha. Nó có. Bà nội cha mày lừa tao. Thấy chưa, thế nào nó cũng có Sucker Punch rồi, tại sao nó không xài từ đầu ta? Nó tính lừa mình à. Chắc nó tính lừa mình để nó xử con Serenita của mình. Mày thông minh đấy. Giờ sao đây? Tôi sẽ knock off. Bởi vì chiêu Rock Slide dễ trượt lắm. Nếu mà trượt ra mình đi toi luôn ấy.
giờ nó làm gì? Thấy chưa? Wow! Mày nữa, nhưng không sao, chúng ta có nó cốt của Tyranita. Oh yeah, chưa chết nhưng không sao. Cỡ nào nó cũng chết rồi. Bye bye. Oh, oh, oh. Trời ơi, hên quá, hên quá. Vậy là chúng ta đã thắng thật rồi. Trời ơi, trời ơi là trời. Khó nhờ. Tiếp theo đây là trận thứ 3. Bên đội hình kia thì wow, có Pelipper gọi mưa à. Có thêm Ursaluna trăng máu, thêm Urshifu nữa. Đỉnh. Kỳ này thì đã có hai con này. Tôi sẽ gọi Tyranita thứ hai anh ta. Không không không, tôi nghĩ con thứ hai sẽ là Arcanine. Nó có Intimidate, nó sẽ giảm được sát thương của con Urshifu. Tyranita đi số 2. Còn con thứ 4 chắc là Okapon đi. Được không ta? Suy nghĩ nhiều làm chi? Cái đội hình bên nó thấy ghê quá nhỉ. Nếu mà nó cho con Iron Crown ra xài Expanding Force thì mình cũng đi tông luôn chứ sao. Căng ấy. Trận cuối làm trận căng thì căng coi nào. Đố các bạn sẽ là con gì? Wow! À, Urshifu nhất kích. Nhất kích thì nó có hệ bóng tối. Có hệ bóng tối thì tôi nghĩ tôi sẽ Psychic Surge. Rồi, đứa nào nhanh thì nó thắng nha. Trong môi trường tâm linh, đứa nào nhanh thì nó thắng nha. Không không không, tôi nghĩ là tôi sẽ tổng tấn công con Urshifu đó bằng Close Combat. Tôi đang đặt cược là con Indeedee đó có xài Follow Me hay không. Nếu nó xài Follow Me thì thôi. Không, đúng không? Phải là không không? Phải là không không? Chính xác. Vô. Bye bye cưng. Xử đẹp nó trước. Ủa vậy con Indeedee này xài chiêu gì vậy? À nó dựng. Nó dựng chiếc Drum Bay ơi. Vậy là con tiếp theo của nó sẽ là Ursaluna. Đúng không? Chứ mẹ gì nữa. Rồi. Coi cục muối với lại con Ursaluna con nào nhanh hơn nhỉ? Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ rút con Arcanine về chứ nhỉ? Gọi bão cát ra đi. Để cho tụi hệ đá này chịu được mấy đòn sát thương đặc biệt. Trong bão cát thì các Pokemon hệ đá sẽ được tăng 50% sát thương đủ phòng thủ đặc biệt. Đấy, để đối phó với mấy con này. Sát muối nè cưng. Ôi yeah. Tăng sát thương rồi. Tăng sát thương rồi mà cũng đau nhở. Dầm trong tim đấy. Ôi, Spending Force hơn Tyranita hệ bóng tối miễn nhiễm. Cái không quá đau. Giờ sao đây ta? Có Ursaluna đó là chậm nhất rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ recover cho con Garganacle vậy. Còn nó cốp hả? Nó ốp vô con Indeedee. Con Indeedee tôi vẫn còn nghi nó lắm. Nhưng mà để sau đi.
đi dò thử coi tụi nó xài chiêu gì. Ủa, rút về à? Nó sợ chiêu sát muối vậy luôn á hả? À, nó phá bảo cát của mình. Nó không cho mình tăng 50% thủ đặc biệt nha. Nhưng không sao, tôi còn lạc quan lắm. Hên. Giờ sao đây? Bây giờ làm sao? Bây giờ ta phải làm sao bây giờ? Sát muối vô con Hipper đi. Con đó hệ nước mà. Knock up vô con Indie đi. Mày cỡ nào mày cũng chết thôi con. Tôi nghĩ con Serenita sẽ trong trick room thì nó sẽ nhanh hơn con Indie nhỉ. Mày phải đi liền trong hôm nay. Không để mày đẻ trứng được. Quay co. À, nó sợ mình sẽ chơi Rock Slide, cho nên nó mới quay co. Nhưng mà đâu có ngờ. Chuẩn bị xem Như Lai thần trưởng nè. Hiya. Ồ, nhưng mà không nghĩ một đòn đi luôn con Indie đi nha. Đỉnh vậy ta. Đấy, con Pelipper cỡ nào cũng đi luôn thôi. 1/4 lượng máu lận mà, sợ gì? Sợ chứ, cái này sợ nha. Trick Room còn một lượt nữa thôi à. Thôi, bảo vệ đi. Bây giờ hãy tự bảo vệ mình cho qua cơn bỉ cực này đi. Qua hồi bỉ cực thì sẽ tới Thái Lan thôi. Không sao cả. Tụi tao không đi tiếp, tụi tao dừng lại. Bất ngờ chưa? Rồi bây giờ quan trọng là mình sẽ xử con nào. Bởi vì không có con nào xử được con Ursaluna hết, trừ con Ogopon phía sau. Con Pelipper thì cũng sắp về trong trời rồi. Ok, sàn đấu trở lại bình thường rồi nè. Giờ đứa nào nhanh đứa đó thắng thôi. À, tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục xử con Pelipper này. Xong thì knock up để lấy đi vật phẩm của Ursaluna cái đã. Vô. Cũng khá khá máu nhờ. À, thế nào cũng có lại up chắc chắn mà. Ghê vậy. Ủa trời đất, một phát đi luôn hả? Ghê vậy. Rồi. Xong, vĩnh biệt luôn bé bự Serenita rồi. Ôi bé bự của anh, em làm tốt rồi. Ok, bây giờ chúng ta còn hai con, cỡ nào cũng phải thắng con mày thôi. Mày cũng hết môi trường rồi cưng. Mày cũng hết trick room rồi. Hehe. Xin chào. Hello. Nhưng mà để cho chắc thì tôi sẽ mạng cuối rồi mà. Để cho chắc chúng ta sẽ Terra thành hệ tiên để không bị dính Earth Power lần nữa. Không, cái này là Horn Leech. Hãy xem đây. Hết cửa dùng chiêu hệ đất với tao. Ha ha. Ồ, còn miếng không sao cả. Okapon lo. Bye bye. Yay.
Thế là chúng ta đã thắng trận thứ ba. Gỡ gạc lại trận đầu tiên, thua quê quá trời quê. Khở trận đầu tiên ăn hành mà hôi nách luôn ấy. Yay. Và thế là trận đấu của ngày hôm nay đã xong. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục đánh răng mỗi tuần vào tập tiếp theo. Bye bye.